Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ sắp chuyển biến. Dự báo khả năng cuối tuần này, khoảng ngày 20 đến 21 tháng 1, một đợt không khí lạnh tác động xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, gây mưa, giảm nhiệt độ và trời chuyển rét. Ông Lê Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra vụ hai cháu bé phải cấp cứu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đã có nạn nhân tử vong sau khi mua đồ ăn vặt ở cổng trường. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác hiện cả hai bệnh nhân đang hôn mê, phải thở máy và lọc máu liên tục tại bệnh viện. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định hai cháu bé trên phải nhập viện cấp cứu do ăn bim bim khoai tây và mì cây vòi rồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Phó cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải, sinh năm 1978, ngụ quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Hải bị bắt liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm. Ngoài bị can Hải, 5 bị can khác thuộc cục đăng kiểm Việt Nam cũng bị khởi tố. Cục thể dục thể thao vừa có quyết định thôi tập trung đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia với hai huấn luyện viên bị tố ăn chặn tiền thưởng của vận động viên thể dục dụng cụ để hai huấn luyện viên này về trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội giải quyết vụ việc theo quy định. Bước đầu qua xác minh, các bên liên quan khẳng định không có chủ trương và không thu phần trăm tiền thưởng của các vận động viên.